Kim Si-jeong sánh đôi bên tình mới, An Hyo-seop lại bị cộng đồng mạng réo gọi. Có lẽ vì quá đẹp đôi và dư âm của hẹn hò trước công sở quá lớn, cho nên khán giả liên tục réo gọi An Hyo-seop khi Kim Si-jeong sánh đôi bên bạc diện trong họp báo phim mới. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, buổi họp báo của bộ phim truyền hình Today's Cartoon do Nam Joo-soo, Kim Si-jeong và Choi Daniel đóng chính đã được diễn ra thành công. Nổi bật nhất đích thị là nữ chính Kim Si-jeong. Đến với sự kiện, Kim Si-jeong lựa chọn kiểu tóc và bộ đồ khá đơn giản, nhưng không kém phần xinh đẹp, rạng rỡ. Khán giả cũng phát hiện ra dường như mỹ nhân hẹn hò chốn công sở tăng cân nhẹ so với thời điểm trước khi bấm máy Today Webtoon. Có lẽ là do yêu cầu của vai diễn mới. Dù vậy, cô vẫn vô cùng xinh đẹp và hút hồn bởi nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Trong buổi họp báo, nữ diễn viên và Nam Joo-soo liên tục thể hiện những cử chỉ thân thiết. Cả hai thoải mái tạo dáng chụp ảnh cùng nụ cười thường trực trên môi, chứng tỏ sự thân thiết của cặp đôi Today's Webtoon. Tuy nhiên, có vẻ dư âm của hẹn hò chốn công sở vẫn còn quá lớn, khiến khán giả không thể không nhớ tới An Hyo-seop khi thấy Kim Se-seon sánh đôi bên người tình màn ảnh mới. Cộng đồng mạng cho rằng rất khó để có thể tìm được một nam diễn viên đẹp đôi hợp với Kim Se-seon như An Hyo-seop. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, khán giả vẫn sẽ luôn ủng hộ cặp đôi hẹn hò chốn công sở trong những dự án tiếp theo. Trước mắt là một phim truyền hình Today's Webtoon do Kim Se-seon đóng chính. Trong Today's Webtoon, Kim Se-seon vào vai On Ma-eum, một cựu vận động viên judo. Chấn thương đã buộc cô phải chấm dứt sự nghiệp. Sau đó cô trở thành biên tập viên tân binh của công ty Webtoon Neon. Với người từng xem judo là tất cả cuộc sống, thì việc bắt đầu lại từ đầu đã khiến Ma-eum gặp không ít khó khăn. Theo như thông tin mà truyền thông Hàn công bố, Today's Webtoon sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29 tháng 7, sau đó sẽ chiếu vào các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên đài SBS. Mặc dù người hâm mộ của nữ diễn viên vô cùng mong chờ sự xuất hiện trong bộ phim mới này, thế nhưng cũng không ít người tỏ ra lo lắng. Một phần là bởi sự tương đồng về tạo hình giữa vai diễn của Kim Se-seon trong Today's Webtoon và Shin Ha-ri trong hẹn hò chốn công sở vừa chiếu cách đây không lâu. Điều này vô tình sẽ khiến cô bị đóng khung vào một vai diễn khó tạo ra được đột phá trong mắt khán giả. Ngoài ra, nhiều người cho biết vì quá trình sản xuất phim Today's Webtoon diễn ra quá nhanh, đến mức người xem còn chưa quên được Shin Ha-ri đã vội vã tiếp nhận vai diễn mới. Như thế, họ sẽ không thể tập trung hoàn toàn khi xem dự án mới này. Thêm vào đó, các tác phẩm mà Kim Se-seon diễn trong vài năm gần đây đều được chuyển thể dựa trên Webtoon. Vì vậy, netizen lo lắng mỹ nhân 1996 không thể thử sức với nhiều dạng vai diễn khác nhau. Bên cạnh Today's Webtoon, Kim Se-seon đã xác nhận diễn chính trong Nghệ thuật sang quỷ và Nấu mì 2 và Squid Extra Chicken hợp tác cùng Cha Yoon-woo. Có vẻ như năm 2022 sẽ là một năm khá bận rộn của cô nàng bạch tuộc. Về phía An Hyo-seop, mới đây, anh chàng đã tham gia một buổi phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí Esquire. Trong loạt ảnh mới, An Hyo-seop trẻ trung, phong độ với các thiết kế thời trang của Louis Vuitton. Sau thành công của loạt phim hẹn hò chốn công sở, An Hyo-seop đang là một trong những sao nam được săn đón tại Hàn Quốc. Khi được hỏi về ấn tượng của anh đối với Kim Se-seon, bạn diễn trong hẹn hò chốn công sở, An Hyo-seop nói, cô ấy tốt bụng và rất chu đáo, tôi đã cổ vũ cho cô ấy cả với tư cách là một diễn viên và con người. Nhờ bầu không khí nhẹ nhàng được tạo ra bởi Kim Se-seon mà tất cả các diễn viên, tôi thật sự đã có một khoảng thời gian thú vị. An Hyo-seop cũng tiết lộ cảm giác khi xem phim những bộ phim do mình đóng. Anh thú nhận, thật khó cho tôi khi xem một số cảnh. Khi có một số phân cảnh đáng xấu hổ, tôi đã xoay màn hình máy tính bảng của mình ở một góc và nhìn trộm nó để tôi không nhìn thấy nó quá rõ ràng.